Báo cáo bác là xúc động quá, hôm nay đưa ông anh Tuấn mê cây và chú Nhạn để lấy một số cây. Anh Tuấn làm cái phóng sự tối nay anh em làm cái kỷ niệm lên YouTube. Chết luôn. Đó. Quen thì gì, tiêu tiền quen thì gì, chơi xe ô tô toàn để cây, cho hết như mấy cây này này. Mấy chỗ. Em ơi, giờ em vẫn chưa nghe thế nào này. Đấy. Đấy. Này sắp tới bố lại phải thay vườn rồi. Để khô mà thay nhá. Không mà là lại được thay mới toàn vườn rồi. Thông cảm em phải làm cái này tí không phụ được. Cái này. Cái nhẹ để cứ để chú bê được. Ôi. Này cái hết cả vườn. Rồi. Đây. Đấy, rồi và nhấc con này về luôn. Hít cả vườn ngố luôn này. Báo cáo các bác là tôi có ông anh ông ấy mê cây lắm, mà ông ấy có điều kiện hơn nên là ông ấy chơi rất là mạnh. Sợ luôn đấy. Mua phát là kinh khủng luôn đấy. Tôi thì tôi và tôi lấy mấy cây mà tôi dặn trước ấy. Đấy thì có cây này, để tôi băng xe cái đấy nhé các bác nhé. Báo cáo các bác là hôm qua có vào nhóm Nhạn với ông anh Tuấn lấy khá cây về chơi. Đấy thì cũng định quay lại nhưng mà thời gian ông gấp, với lại cái thứ hai là anh Tuấn ấy không thích quay anh lên cho lắm, cho nên là hôm nay cũng chia sẻ với các bác là anh em có vào nhóm Nhạn lấy cây hồng ngọc mai, cây xanh trực lùn này, và ông anh Tuấn thì lấy hai cây xanh của bố Nhạn nhé. Tôi lấy thêm cây si búp đỏ này nữa. Tất nhiên những cây này thì tôi đặt ở đấy lâu rồi. Hôm qua thì anh Tuấn anh có xe ô tô thì nguyên một xe ô tô của anh ấy, xe con ấy mà toàn chở cây, toàn cho tôi ấy, anh chỉ có hai cây thôi. Đấy thì bố Nhạn được một hôm là được rất là khá tiền cây đấy các bác. Không biết bán bao nhiêu phiên cho vừa, nhất là giá hợp lý này. Thứ hai là vào tận nhà này. Không phải hợp lý mà giá rất ổn ấy. Anh Tuấn anh mua rất thoáng. Thứ hai là vào tận nhà lấy. Thứ ba là có được cái khách hàng thân thiết sau này. Và những cây đẹp thì không lo bao giờ bị ế cả. Tôi là một khách hàng rất là lớn của bố Nhạn ấy. Đấy, cây hồng ngọc mai hôm qua lấy rất là nhiều tiền ấy. Thì tôi có quay cái video cây hồng ngọc mai lên và upload lên YouTube ấy. Thì từ sáng sớm đã có người hỏi, thì 2 giờ tôi upload lên ấy. Thì sáng sớm đã có bác Huấn hay bác Huấn gì ấy. Tôi xin lỗi bác là cháu không nhớ rõ tên, nhưng mà đại loại là bác là người gọi đầu tiên cái cây đấy. Còn lại rất nhiều anh em sau gọi hỏi cái cây đấy và muốn em nhượng lại, nhưng mà không hiểu sao em đã đồng ý với bác Huấn ấy từ rất sớm. Và cũng không hiểu sao mà em cảm thấy là phải giao cho bác ấy ngay trong ngày, thậm chí là đêm hôm qua ấy, em mang đến tận nhà cho bác. Và thật là mừng là mình cái công sức mình bỏ ra nó để đến thăm bác và giao lưu nó rất là vui. Nhất là bác là một con người lớn tuổi nhé. Thứ hai là chơi cây rất là chuyên nghiệp. Vườn cây của bác trên sân thượng thì quá là đẳng cấp luôn. Tất nhiên bác không muốn chia sẻ nhiều, nhưng mà với người yêu cây như tôi thì rất sẵn sàng để lên để thăm vườn cây của bác rồi. Bác rất tính, rất thanh niên. Đấy thì tôi rất là thích, rất là quý, và giao lưu cây hồng ngọc mai đi thì không tiếc chút nào. Bởi vì là nó cũng là gần Hà Nội mà.
lúc nào mình cần thì mình đến thăm Vô Tư. Đấy thì hôm nay đi chợ có quay được một số cái video ấy. Còn tiếp theo ấy, đấy thì là lấy cây xi thì gồm nhạn, cây hồng ngọc mai và cây cây trực lùn. Còn anh Tuấn lấy hai cây. Anh Tuấn thì anh ấy tất nhiên là phải có tiền thì mới mua được, nhưng mà anh mua rất thoáng và nhanh thì cũng rất thương người bán cây, rất là thoáng. Đấy thì mua thì cũng tôi nghĩ là vốn nhận được một món hời. Tuy nhiên là tôi đánh giá về tôi thì không nói, có ý nói xấu ai cái gì, nhưng mà tôi đánh giá thì ông Nhạn với ông Lật thì tính tình thì nó ngang ngang nhau. Còn ông mỗi ông có một cái văn riêng, nhưng mà nói chung là hai người rất là cũng khá rắn đấy, chứ mà vững mà biết thì tôi quý hơn, thực sự là như thế. Mặc dù tôi rất thân ông Nhạn và mua ông rất nhiều, vào nhà vào cửa rất nhiều lần này. Rồi chuyện đấy thì ta tính sau. Đấy, mình quay trở lại cái chuyện là mua được cái cây này về thì con xi này chắc tôi phải làm lại vách viết, với lại chia lại tay tán thì mới nhìn được. Nhưng bây giờ nhìn này nó như một cái rừng xi quá đó, rừng xi. Thì hôm nay đi chợ ấy, thì cũng chả mua được cái gì, cũng đi cùng anh Tuấn ấy. Anh Tuấn thì anh mua nhiều lắm, cứ anh ra là kiểu gì anh mua đó. Anh mua cái rành của anh Trương. Tôi muộn tôi mới ra, tức là đi sớm cùng anh Tuấn, nhưng mà đi muộn để ra để lấy cây này. Thì lúc nữa đi làm về lấy cái xanh này. Đấy thì sẽ chia sẻ bác sau. Và mua bộ đồ, mấy cái bộ đồ rẻ tiền này thôi. Đục tiếp, mua một bộ đục là thuốc liền sẹo cũng như là cái cưa này thì về làm. Để mấy cái tôi cũng chả đồ đạc chuyên nghiệp đâu, mấy cái quê hết rồi, dưới này chưa có. Để cắt côn lại với cái tay này, có khi chiều nay phải làm luôn rồi. Lợi dụng cái đợt mưa này nó đang bắt đầu hồi cây rồi mà làm được rồi. Cắt thu cái này thì có thể nuôi lại. Cắt cái ngọn này đi, cái ngọn này đi để lôm côm này, và vẫn bài làm đôi thôi quá. Kiểu như người bắn cây quá thì vặn vặn cũng vào dây như thật, thì vặn vặn lại xong rồi nhìn cho nó ra gì tí rồi bán. Đấy, cây dưới này mấy hôm mưa cũng phun được rồi. Con này bằng tiền con hồng ngọc mai các bác nhé. Tất nhiên là anh Tuấn này gần như là anh tặng tôi cái cây này, khá là nhiều tiền nhưng mà anh tặng tôi, anh quý anh tặng thì mình rất là vui. Nhưng mà nhiều khi nó là liên quan đến kinh tế, nó cũng hơi khó mà thôi. Tình cảm anh em thì xin nhận, lúc khác mình sẽ có cái quà cho anh. Đó. Linh sang thì cũng có hoa, thì trước tỉa bỏ hết mắt cho nên là rửa hoa thì sót lại một số ít thôi. Đang ra hoa, đang tiếp tục phun ra, nếu để là sẽ có hoa luôn, không thì vặt đi thì không có. Này, sữa đây, sữa nha, sữa tôi lấy vào rồi thì có anh ông anh ở Hải Phòng ông cũng dặn là để cho ông anh cây này. Tôi thì để nói thật với các bác là con buôn thì tôi đừng có nói là con buôn, còn giá cả cây cối thì các bác thích và các bác ok thì mới lấy thôi. Tôi thì những cây mà tôi lấy về thì đều là những cây tôi thích cả và và nó có cái nét gì đấy chắc chắn một số bác cũng sẽ thích, cho nên đấy là chắc chắn là một số bác cũng sẽ thích. À, và tôi lấy tất nhiên là tôi thường rất dễ giao lưu, bởi là tôi rất thích gửi cây đi cho các bác xa gần, các bác ủng hộ kênh, các bác rất mê cây nhưng mà không mua được ngay, hoặc là nếu tôi không mua thì
rất khó các bác có thể mua được những cây đó, vì là nó có thể về những phương nào đó rồi, vì các bác không trực tiếp đi chợ được đấy, có thể sẽ người khác sẽ mua luôn rồi, trên bác sẽ không có cơ hội. Mà tôi mua lại thì chả có lúc này lúc khác các bác sẽ có cơ hội đấy, nó dễ dàng ở chỗ đấy. Tất nhiên nhiều khi tôi sẽ mua về là sẽ tính là mình sẽ chơi chứ không phải là để giao lưu, nhưng mà các bác nào thích thì thôi luôn sẵn sàng. Đấy, những cây mà tôi lấy về đều có nét chứ không phải là đồ bỏ đi gì cả đó nhé. Đây là cái sữa. Quay trở lại những cái cây mà các bác đã nhìn thấy, tất nhiên nó chưa phải là tôi làm ra, nhưng mà tôi có khả năng làm nó đẹp lên đấy. Tìm là như vậy. Xanh này thì tôi rất thích, xanh này tôi rất thích. Tôi đang quấn cái rổ bởi vì vào nhà bố nhận tôi quay là cái này rất nhiều lần. Đấy, cứ dặn bố để cho mình rồi. Còn hôm này, hôm này mua buổi trưa đây thì nó cũng là một con trực lùn, rất lùn này, chưa được một găng tay. Nếu thành phẩm nó chỉ tầm đến tận đây, tầm đây thôi, cũng cho một găng tay các bạn nhé. Đấy, và tất nhiên tôi sẽ không để nó lỏng hoảng này, như run như dế này, cắt lên đây. Sẽ cắt bỏ ngọn này, để giật lên cái ngọn ở đây các bác ạ. Đấy, chơi, thì mình mua rồi mình chơi kỹ thì khi nào nó thành được thì mình sẽ thấy nó rất là... Cái xì này cũng vậy các bác nhé. Cái vách riêng nó còn rất là rối và suôn. Tôi sẽ dự kiến tôi sẽ làm... Tôi thích những cái đoạn như này. Đấy, nhưng mà nó tất cả nó không được đều như thế. Bây giờ để thả đó. Còn có mấy hôm nữa tôi nếu muốn khoe, thực sự tôi muốn khoe tôi sẽ tỉa bớt nó đi. Và sẽ đưa bộ đồ kia đục sơ sơ một chút. Tất nhiên nó cũng chưa đến lúc nó làm được các bạn. Chưa đến lúc làm được. Đấy, thì mấy hôm nữa không ra, nếu mà không ra chợ được thì sẽ quay như là những cây này để các bác xem. Hôm nào còn ra chợ được thì còn quay các bác nhé. Còn quay. Đấy là điểm những một số cây mà đang có, và sắp tới sẽ thêm những cái cây khác thì lại chia sẻ với bác sau. Những cây này các bác đều đã thấy trên video quay ở chợ, thường tôi sẽ mua ở chợ thôi. Đấy, vì là cuộc sống ở dưới Hà Nội chứ không phải là mình đi được nhiều nơi như các bác già, các bác cao tuổi. Bác đi vùng này vùng kia, triển lãm này triển lãm nọ, tôi không thể đi được nhiều. Quanh quẩn Hà Nội, giao lưu với anh em Hà Nội là chủ yếu. Xin cảm ơn các bác nhé. Một lần nữa là chúc cây hồng ngọc mai về tay của bác Huấn nhé, và luôn rực sáng và thành công cho bác nhé. Và tay bác thì rất là yên tâm rồi. Xin chào và xin cảm ơn, tạm biệt các bác.